Bột bắp thì sao chị? Có nhiều bạn mua bột bắp để dành quá ha. Mình hồi đó tới giờ không bao giờ làm bánh từ bột bắp luôn á. Nhưng mà bột gì thì cũng phải để làm bánh, chứ không lẽ mua để sức mặt sao? Let's go. Con gái con lứa gì ngủ dậy sáng không rửa mặt, làm tôi phải rửa cho giùm mà. Rồi cái mặt này bộ nước lụt lội tới nơi nhà chát. Hai gì mà cái mặt buồn thảm không nói nổi hả? Thôi buồn quá mần thịt bả thôi. Bắt đầu ha. Đó, bây giờ dừa này mình sẽ chặt ra nha. Cái này là nguyên liệu phụ thôi mọi người ơi, trang trí cho đẹp thôi. Các bạn có thể thay thế bằng cà phê hoặc là cacao hoặc là cái gì đó cũng được ha. Rồi mình nạo cái lớp ngoài như thế này nè, để mình lấy mình phủ lên trên cái bánh của mình nè, ăn cho nó ngon. Rồi ở đây bột bắp theo như yêu cầu của mọi người nha. Mình sẽ sử dụng 3 muỗng canh bột bắp như thế này. Rồi sẽ cho sữa tươi vào đó, đổ đổ vậy thôi, canh lượng vậy thôi chứ canh đổ đại hả mọi người. Thế nên lỏng lỏng như thế này là được ha. Nếu mà thấy không ngọt lắm thì mình sẽ cho thêm đường khoảng 2 muỗng đường. Rồi bắt lên bếp mình khuấy cho đến khi nào nó được một cái khối dẻo mịn như thế này là ok nè. Đó, thấy chưa? Sau đó thì mình sẽ đem ra ngoài một cái chén. Nhồi bột. Bỏ vô tủ lạnh. Rồi, sau một hồi thì mình sẽ lấy ra và mình cán như thế này. Mấy bạn không bỏ tủ lạnh cũng được, nó để ngoài lát nó nguội. Rồi mình sẽ cán ra và mình cắt thành những cái ô vuông nhỏ như thế này. Rồi mình ở đoạn này á thì mình thấy có một cái kênh ta chỉ là ăn luôn, nhưng mà mình thấy ăn cái bột nó kỳ quá nên thôi mình sẽ đem lên cái chảo mình chiên ha. Thì mình chiên mình lật đều đều như thế này nha mọi người, thấy nó vàng vàng như thế này là được. Rồi bắt đầu thôi, cũng hấp dẫn ghê chứ bộ đâu phải giỡn đâu ha. Ăn cái phần vỏ bên ngoài thì nó giòn mọi người, còn ở phần trong thì nó dẻo dẻo, nó mềm mềm. Ăn với dừa thì rất là ngon luôn á. Còn nếu mà không có dừa như thế mình thì các bạn có thể dùng bột cacao để phủ nó lên ha, hoặc là me hay gì đó. Nói chung là mình sẽ phủ một cái gì lên đó ăn cho nó thơm thơm, hoặc là không có thì ăn không cũng không sao ha. Rồi bây giờ là đến tiết mục thưởng thức nha cả nhà. Ăn rất là ngon luôn á, con mình ăn hết trơn luôn nè. Hãy ấn follow để ủng hộ tinh thần mình với nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye.